Hello, mến chào quý tất cả quý khán giả ở Phú Yên nói chung và Tuy Hòa nói riêng. Hello, mình đang có mặt tại thành phố Tuy Hòa và theo sự gợi ý của một số khán giả yêu thương thì hôm nay Carlomen cũng đến ăn thử cái quán cơm gà mà nghe nói là được rất được bà con yêu thích ở đây, đó là quán cơm gà Tuyết Nhung. Mình tưởng là cái quán này chắc to lắm rồi, nó to và hoành tráng, nó đông giống như là ở cơm gà Bà Bụi Hội An hay là những cái quán cơm gà nổi tiếng Hội An, nhưng mà không, cái quán rất là gia đình luôn. Chỉ có điều là nhìn cái tủ gà là thấy hấp dẫn nè, rồi nước mắm. Riêng nước mắm tỏi. Cái nước mắm này giống như mắm nêm vậy á. Cái nước mắm này lạ quá ta. Sao nó sệt sệt vậy cưng? Cái này mình cà kê á. Ớt tỏi nên. Cà hả? Có cà nữa. Có cà chua với ớt tỏi cho nên nó ra cái màu hơi đục đục, nó hơi sệt sệt. Lạ ha bà con ha. Nhưng mà đây là chính, mình nghĩ chính như vậy cho nên nó đặc biệt. Cái nồi cơm gà đã chưa? Gà đó. Hấp dẫn chưa? Cái màu vàng đó là do cái nghệ hay là gì? Nghệ. Đó, cho anh dĩa giống vậy nha. Chơi dĩa đùi gà. Ăn đùi gà hả? Đùi hả? Đùi hết hả? Rồi. Gà này nhỏ nhỏ giống gà ta ha. Nhìn cái đùi là biết gà ta rồi. Gọn gàng. Gà chặt, gà đùi, gà chặt. Chân hấp dẫn. Một trong các cái địa phương mà nói đến cơm gà là được cơm gà ở Quảng Nam nè, cơm gà Hội An nè. Nhưng mà cơm gà Phú Yên cũng có một cái đặc trưng rất là riêng. Và ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì thật ra ở rất là ít nơi mà có cái bán cơm gà Phú Yên. Là 325 Tân Sơn Nhì hả? 322 Tân Sơn Nhì. Ở Tân Bình đó hả? Dạ. Ở Tân Phú chứ, Tân Phú. Cái tên quán là gì em? Cơm gà Tuyết Nhung hả? Có chi nhánh không thầy thành phố hả? Nhưng mà ít. Xưa là bà chị đó là bán quán này rồi bà mới vô chẳng là tụi em mới ở lại đây bán lại đây. Chị ruột em luôn hả? Là chị lấy chồng đi vô trong đó hay sao hay là? Con gái ở chẳng cho nên là chị theo con Vậy là chắc chị cũng lớn tuổi rồi ha? Dạ, chị nay 62 rồi ạ. Số mấy đường Tân Sơn Nhì vậy? Anh qua anh ăn thử. 322 Tân Sơn Nhì. 322 Tân Sơn Nhì. Đủ chưa bé? Mà Tuyết Nhung là ai? Tuyết Nhung là chị đó, bà chị đó hả? Vậy là ta là cái người founder, người sáng lập ở đây là vô trong Sài Gòn mà. Đủ hết rồi hả? Dĩa anh hả? Dĩa anh chặt cho đẹp đẹp đi. Nồi cơm nè, kế bên là cái giống như cái bọng gà nè. Canh. Mình bán từ giờ nào tới giờ nào em? Dạ, 5:30 sáng tới 2:00 chiều là em nghỉ. Nghỉ luôn á hả? Dạ. Buổi chiều tối không có bán luôn. Cho anh xin cái chén nước này đi. Trong đó có không? Rồi. Rồi, ok, cảm ơn em nha. Rồi, vô mọi người bắt đầu ăn thử nào. Nó cho tôi ngon bình luôn hả trời. Ngồi đại đây đi. Ngồi đi đông cho đông vui. Kìa bé Ti kìa, Ti Ti kìa. Ti Ti đang lên sóng nổi tiếng rồi kìa Ti Ti. Ti Ti mới vừa lên sóng rồi đã rồi, bà con bác khen quá trời này nữa. Ti Ti. Nhìn hấp dẫn quá ha. Dạ nãy có cái video trước đó có một số khán giả nói là bé Ti Ti, không phải nha, Miri nha. Dạ,
Bé đây là trợ lý sản xuất. Dạ, chuyên đưa đón các các nghệ sĩ khiếm thị. Ngon quá. Mình hấp dẫn vô cùng. Cái chén mắm này biết sao nó sệt sệt không? Có cà chua. À. Có cà chua. Đó, rưới này lên chút xíu chụp hình nó đẹp nào. Đó, áo nãy mua ở chợ Tuy Hòa đó nha bà con. Nhưng mà không có cảnh mua. Tại vì cái video nó quá dài nên không có cảnh mua. Ờ, thử thử cái miếng nước mắm. Miếng giòn nó ngon. Không có giống nước mắm tỏi mà giống hơi giống. Cái vị nó lạ ghê. Chắc chắn là có tỏi nhưng mà nó sệt sệt, nó đậm đậm, có cái vị cà chua vô nữa thành ra nó. Thành ra cái nước mắm này nó hơi khác. Trước ở gần công ty mình có cái quán, có một cái quán cơm gà Phú Yên ăn cũng ngon lắm. Đây có chi nhánh trong Sài Gòn rồi nha. Nói cái cô chủ, cái chị chủ ở đây là chị Tuyết Nhung, là giờ chỉ vô Sài Gòn rồi, mở ở đâu, ở đường Tân Sơn Nhì. Dài vậy thôi. Mình là cái da. Da rất là mỏng. Mỏng mà nó giòn, nó sực. Không biết họ có cái bí quyết gì nữa. Tỏi ngon quá, độc đáo quá. Tiếp tục. Sao không thấy ai mặc áo gió ra, có mình mặc tự ra. Ớt. Này có mua nửa cái ớt luôn. Ớt rất cay luôn. Ớt đó là ớt chim ỉa, cay giả mang. Nãy vô quên địa chỉ luôn, số mấy quên. 180 mấy ta. 186 đường Trần Đạo thôi. À, 186 lên Thánh Tôn. Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.
Chút chiều nay là mình sẽ đi khảo sát cái nhân vật Tiến Rau. Hai cô chú đánh bắp đúng không? Đúng rồi, đánh bắp nướng. Bắp nướng. Nói thương lắm, nhìn cái hình ảnh thấy thương quá. Mà nếu như thuận lợi thì có thể là khoảng một tuần nữa, tuần hoặc hai tuần. Bây giờ mình sẽ có mặt tại đây để làm cái chương trình Tiến Rau để giúp cho cô chú cố gắng sớm nhất. Bóc thì đã mình phải da rồi à, da nó mỏng thì mỏng mà nó giống như nữa. Nó mỏng tới cái mức mình có cảm giác như là họ dán lên cái con gà luôn đó, lột ra cái ra liền luôn nè. Ủ gà cũng giống như gà Quảng Nam á. Gà nó nhỏ, gà ta thịt nó rất là dai. Đợt này đi không có thời gian nhiều cho nên là đoàn của mình không có, cũng không thể đi. Mình muốn quay trở lại thăm cái làng bánh tráng Hòa Đa. Cũng hay lắm, không có thời gian. Tại hết hôm nay rồi mai phải di chuyển cho Quy Nhơn rồi. Chỉ tranh thủ ăn được, khá là ăn được không? Bánh hỏi, cháo lòng, trưa nay cơm gà. Chiều nay sẽ ráng ăn thêm bánh canh hẹ, ăn bốn cử luôn. Bánh canh hẹ xong tối đi ăn mắt cá ngừ. Một ngày ăn bốn cử. Phải do thời tiết không mà thầy ngày hôm nay thấy ở đây mình thấy sao Tuy Hòa nó vắng vẻ quá, cảm giác như đây đường phố rất là vắng, ít có kẹt xe lắm luôn. Ngày anh Sơn này mình nó giống như cảm giác ở đây giống như đang cách ly đang trong đường phố vắng vẻ dễ chịu. Nếu một số bạn trẻ thì chắc có lẽ là
ta thấy buồn. Mà với mọi người lớn lớn tuổi như mình thấy mình thích. Gắn yên tĩnh, dễ chịu. Rồi, bà con cô bác mình có đi về du lịch về Tuy Hòa, Phú Yên, hãy đến thử một cái điểm ăn này nha. Quán cơm Tuyết Dung, Tuyết Nhung ở số 186 đường Lê Thánh Tôn. Là một cái quán mà được dân địa phương thực rác cho mình. Cái mình cũng không biết quán này luôn. Gà rất là ngon, da rất là mỏng, rất là giòn. Nước mắm thì rất là đặc biệt, nước mắm tỏi, cà chua. Ăn xong cả tiên đồ, nhóm mình sẽ đi thăm vườn rau Ngọc Lãng đó. Vườn rau Ngọc Lãng. Hy vọng có video đẹp đẹp gửi đến bà con cô bác.